Mến chào các bạn yêu thích bóng đá, trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số vòng loại World Cup 2022 giữa đội tuyển Đan Mạch với tuyển Áo vào lúc 1:45 rạng sáng ngày tháng 9 theo giờ Việt Nam. Đội tuyển Đan Mạch đang tiến gần hơn với World Cup 2022 hơn bao giờ hết. Do đó bước vào lượt trận thứ 8 bảng F vòng loại khu vực châu Âu tới đây, họ sẽ quyết tâm cao nhất có thể để đánh bại được đội tuyển Áo. Những chú lính chỉ đang là một trong những đội tuyển đang sở hữu phong độ khủng khiếp tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Bởi lẽ Đan Mạch kể từ đầu giải cho đến hiện tại qua 7 vòng đấu, họ vẫn chưa nhận lấy bất cứ trận thua nào với mạch trận toàn thắng 100%. Với 21 điểm tuyệt đối có trong tay, xem ra đoàn quân huấn luyện viên Kasper Heumann đã gần như nắm chắc tấm vé đầu tiên của bảng F đến với Qatar vào năm sau. Lần ra sân mới nhất, đội tuyển Đan Mạch dù phải làm khách đến sân Moldova nhưng chung cuộc họ vẫn dễ dàng giành lấy chiến thắng đậm đà 4-0. Xét một cách xa nhất, kể từ trận thua bị tại vòng bảng Euro 2021, Đan Mạch đang có mạch 7 trận bất bại liên tiếp tại thời gian thi đấu chính thức, trong đó có đến 6 chiến thắng. Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Áo đang ở vị trí bất lợi hơn rất nhiều so với đội tuyển Đan Mạch. Sau 7 vòng đấu, các vị khách xếp ở thứ hạng 4 với 10 điểm trong tay, thắng 3, hòa 1 và thua 3 trận. Hiện tại nếu muốn giành lấy tấm vé thứ hai sau Đan Mạch đến với World Cup 2022, buộc Áo phải thắng nhiều nhất có thể cho các lượt đấu cuối. Thế nhưng các học trò của huấn luyện viên Franco Foda chưa thể đạt được một phong độ quá ổn định. Ngoại trừ trận đấu vừa qua có được thắng lợi dễ dàng trước đội tuyển rất yếu đảo Faroe 2-0 trên sân khách thì hai vòng trước đó, Áo lại không thể thắng được các đội tuyển đang cạnh tranh trực tiếp với mình. Cập nhật tin tức bóng đá 24 giờ cho thấy Đan Mạch vẫn là đội tuyển có đẳng cấp cao hơn so với Áo. Cùng với lợi thế sân bãi và đội hình vượt trội, có lẽ Đan Mạch khó lòng đánh rơi chiến thắng cho mình. Soi kèo tỷ lệ nhà cái châu Á, tròn cửa trên Đan Mạch. Trận gần nhất Đan Mạch chấp Moldova 2.5 bàn thắng kèo. Trận gần nhất Áo chấp đảo Faroe 1.75 bàn thắng kèo. Thời gian qua Đan Mạch xứng đáng là nơi đầu tư cực kỳ an toàn dành cho người chơi. Theo thống kê kèo nhà cái hôm nay, chủ nhà hiện đang giữ mạch thắng kèo vô cùng ấn tượng. Dù phải liên tục chấp các đối thủ chạm trán với một mức chấp tương đối cao, tuy nhiên Đan Mạch chỉ thua kèo duy nhất một trong 7 trận đã qua, trong đó họ có đến 6 lần thắng kèo. Ngược lại nếu xa nhà, Áo chỉ thắng kèo một trong 6 trận gần đây, trong đó có 3 lần thua kèo. Chọn Đan Mạch chấp Áo một trái là hợp lý nhất. Soi kèo bóng đá trực tuyến tài xỉu, chọn tài. Thống kê kèo tài xỉu bóng đá cho thấy trận tới đây nhiều khả năng sẽ có nhiều bàn thắng. Đan Mạch đang sở hữu hàng công khủng khiếp với 26 bàn được ghi, lượt đi họ cũng đánh bại Áo đến 4-0. Vì vậy không có lý do gì khiến Đan Mạch không thể có thể trận thắng đậm. Dự đoán bóng đá kèo châu Âu, Đan Mạch thắng. Trong 5 lần đụng độ nhau đã qua, Đan Mạch không có gì bất ngờ khi là đội sở hữu nhiều phần thắng hơn. Số liệu đưa ra, chủ nhà thắng đội khách 4 lần, ngược lại Áo chỉ có 1 lần ca khúc khải hoàn. Các chuyên gia bóng đá dự đoán Đan Mạch thắng 3-0 trong 90 phút thi đấu.